Hello, xin chào tất cả bạn. Hôm nay mình lại đi rừng và mình lại được gặp một tổ chim chào mào này. Bây giờ là giữa tháng 7 rồi, bây giờ nó vẫn đẻ trứng này, vẫn có thêm làm thêm một lứa nữa nhá. Giữa tháng 7 mình nghĩ là bây giờ là nó đang chuẩn bị là làm đàn đi. Thì nó sẽ không không đẻ trứng rồi, nhưng mà kỳ lạ là vẫn có một cái tổ như này. Tổ như này thì chắc là cũng mới thôi. Vẫn còn một quả trứng này. À, mới đẻ được một quả trứng chứ các bạn. Tổ này sẽ vào chắc cuối tháng 8. Từ giữa tháng 8 thì nó sẽ nuôi con lớn. Đợt đấy đến đấy là mùa thu rồi, nó chắc nuôi nó sẽ vất vả hơn mấy cái mùa trước ấy. Đây, nó nằm ngay trên cái cây thông bé bé này, cây thông bé bé này. Ở ngoài này là có rất là nhiều chim này, các bạn này. Có mấy người cứ lên đây bẫy suốt, rất là được nhiều chim. Ở ngoài này có một đàn rất là đông á. Mình chỉ thấy là kỳ lạ là bây giờ là giữa tháng 7 rồi, bây giờ vẫn có một cái tổ chim chào mào ấy các bạn ạ. Thôi nha, mình xin được dừng video ở đây nha các bạn nhé.